Cả nhà mang họa sát thân vì vô tình để dao kéo đúng vị trí cấm kỵ này, tiền bạc đội nóng ra đi. Xin chào quý vị, chào mừng quý vị đã quay trở lại với kênh Phong thủy Gia Cát, kênh thông tin hữu ích chuyên chia sẻ và truyền tải các kiến thức về tử vi, phong thủy và đời sống tâm linh. Đặc biệt, được hướng dẫn và tư vấn bởi thầy Gia Cát, một trong những bậc thầy về phong thủy nổi tiếng tại Việt Nam. Quý vị thân mến, dao hay kéo là những vật dụng nhà bếp vô cùng quen thuộc mà bất kỳ gia đình nào cũng sở hữu. Cũng bởi vì nó đã quá phổ biến nên chúng ta thường không mấy chú trọng đến việc sắp xếp dao kéo như thế nào cho thuận phong thủy, mang lại tài lộc cho ngôi nhà của bạn. Theo các bậc phong thủy, dao và kéo là những vật dụng mang nhiều sát khí. Bởi vậy, sự bất cẩn trong quá trình cất giữ dao kéo rất có thể sẽ khiến cho gia chủ cùng các thành viên phải gánh chịu những hậu quả vô cùng nặng nề. Nhẹ thì hao tài, tán lộc, nặng thì con cái ốm đau, bệnh tật triền miên. Hãy tuyệt đối lưu ý để không mắc phải những sai lầm đáng tiếc. Xin mời quý vị và các bạn hãy cùng đón xem đó là những điều cấm kỵ gì trong chương trình ngày hôm nay. Trước khi nghe kênh Phong thủy Gia Cát chia sẻ tiếp thông tin thì quý vị đừng quên bấm like, đăng ký kênh và nhấn vào tín hiệu chuông để nhận được những thông báo mới nhất của kênh và có thể biết thêm nhiều thông tin hữu ích để dao kéo bừa bãi ở trong phòng khách. Thông thường, dao đặt trong phòng khách phục vụ cho mục đích gọt hoa quả hoặc các loại dao kiếm trang trí. Thế nhưng, phòng khách là nơi tiếp đón khách, nếu không đặt cẩn thận sẽ ảnh hưởng tới các mối quan hệ xã giao và gây bất lợi cho sự nghiệp của cả hai vợ chồng. Vì thế, khi dùng xong, chị em nên dùng bao chuyên dụng bọc lại. Nếu không có thì dùng mảnh vải bọc lại, vừa an toàn lại đảm bảo thẩm mỹ. Vứt dao kéo tùy tiện trong túi sách. Không ít chị em có thói quen mang theo túi sách của mình bằng móng tay, lưỡi dao tỉa lông mày. Điều này hoàn toàn không nên. Dao kéo đặt trong túi sách mang đi chơi sẽ ảnh hưởng tới vận thế của chúng ta cả ngày. Nếu vẫn không bỏ được thói quen này, chị em cần chú ý không nên vứt tùy tiện trong túi sách mà nên đựng trong một chiếc hộp chuyên dụng vừa gọn gàng vừa an toàn để dao kéo lộ thiên trong phòng bếp gây bất lợi cho sức khỏe và tài lộc. Các nhà phong thủy đều cho rằng phòng bếp, phòng ăn là nơi ăn uống của cả nhà. Nếu không sạch sẽ gây hại cho sức khỏe. Dao kéo vốn là thứ mang sát khí, do vậy cần thận trọng khi cất giữ. Tốt nhất sau khi dùng, chị em nên cất gọn chúng vào trong ngăn kéo hoặc tủ đồ. Lưu ý không nên treo dao kéo trên kệ hoặc ngoài ban công do các đồ này nếu để lộ thiên sẽ hao tài, tốn của. Để dao kéo tùy tiện trong phòng ngủ, nguy hại đến tình duyên và sức khỏe. Theo quan điểm phong thủy, dao kéo có khả năng cắt đứt tình duyên. Do vậy, nhiều người có thói quen đặt dao hoặc kéo nhỏ dưới đầu giường để cắt đứt những tình cảm muộn phiền trong cuộc sống. Cách làm đó hoàn toàn sai lầm, không những nguy hiểm mà còn ảnh hưởng tới tình cảm vợ chồng, khả năng sinh con, đẻ cái và gây bất lợi cho thai phụ. Tốt nhất nên cất gọn gàng dao kéo trong ngăn tủ. Đặt dao kéo ở phía bắc, tây hoặc phía đông trong nhà. Nếu đặt dao kéo ở những vị trí này trong nhà, tức là đã phạm phải dao ngũ hoàng, nhị hắc và tứ phi, không có lợi cho vận thế và sức khỏe. Nhất là những ai phạm sao thái tuế, vận khí vốn đã không tốt lại còn giảm đi trông thấy, sức khỏe vô cùng bất lợi, các mối quan hệ xã hội trở nên căng thẳng hơn. Để dao kéo chĩa thẳng nơi đông người. Để dao kéo chĩa vào người khác là điều vừa không lịch sự lại tối kỵ vì chẳng khác nào chĩa sát khí cho người khác. Bên cạnh đó, khi đưa dao cho người khác nên hướng đầu nhọn về phía mình, đưa cho người khác đầu chuôi. Nên cử chỉ này tuy nhỏ nhưng rất quan trọng, nếu không chú trọng, mối quan hệ xã giao của bạn sẽ bị ảnh hưởng. Quý vị thân mến, cách bố trí phòng bếp, nhà bếp theo phong thủy cũng cần phải có sự nghiên cứu thật kỹ lưỡng từ gia chủ, bao gồm xem hướng đặt bếp, bày biện lò nấu, các vật dụng trong nhà bếp cho tốt với vượng khí trong gia đình của bạn. Có thể nhiều lúc nó sẽ không theo như ý của bạn muốn, nhưng nó lại đem đến hiệu quả rất tốt tới tiền tài và sức khỏe của bạn. Bởi vậy mà bạn cần tìm hiểu cách bố trí nhà bếp và các vật dụng trong nhà bếp để không phạm phải các đại kỵ, tránh tài lộc và may mắn bị tiêu tan. Xin mời quý vị và các bạn hãy cùng theo dõi trong phần tiếp theo của chương trình Hướng nhà bếp. Theo quan niệm từ xưa đến nay, hướng nhà bếp hay hướng đặt bếp
hỏa môn chính là cửa miệng lò. Và hướng bếp thường được tính theo tuổi của người phụ nữ trong gia đình, vì từ thời xa xưa, người phụ nữ luôn được coi là chủ nhân của gian bếp. Hướng nhà bếp được xác định chính là miệng lò nấu. Nhưng trong thời hiện đại như hiện nay thì con người thường sử dụng các thiết bị nhà bếp cao cấp hơn, hiện đại hơn như bếp từ, bếp điện, bếp ga để nấu. Nên việc xác định hướng bếp sẽ là hướng của nút vặn. Nói cách khác, hướng bếp chính là hướng ngược lại với hướng của người nội trợ đứng nấu bếp. Hướng nhà bếp lý tưởng nhất là phía đông, đông nam, vì đây là hai hành thuộc mộc, trong khi nhà bếp thuộc hành hỏa và thủy. Theo quan niệm ngũ hành tương sinh, tương khắc thì thủy sinh mộc, mộc sinh hỏa. Vì vậy, ba hành này có thể bổ sung, hỗ trợ cho nhau. Hành mộc ở giữa sẽ cân bằng cho hành hỏa và hành thủy vốn khác nhau. Bạn không nên đặt bếp ở phía nam, bởi phía nam là hành hỏa sẽ tương ứng với lửa trong bếp. Lửa thêm vào lửa sẽ gây ra hỏa hoạn, ảnh hưởng đến tài lộc của gia đình. Ngoài ra, dùng không gian giữa nhà làm nhà bếp là điều vô cùng kiêng kỵ, vì giữa nhà là nơi trung tâm, cần được tĩnh lặng và yên ổn, không được ám mùi đồ ăn uống. Khi sắp xếp các đồ thiết bị nhà bếp trong phòng bếp, gia chủ chú ý không được sắp xếp quá bừa bộn và trang trí không tuân theo quy luật phong thủy, vì nó sẽ ảnh hưởng lớn đến đường, tài lộc, công danh và sức khỏe của các thành viên trong gia đình, đặc biệt là đối với người phụ nữ trong gia đình, bởi họ là người hoạt động chính và nhiều nhất trong gian bếp. Vị trí đặt bếp nấu. Nhà bếp nên đặt ở vị trí tọa hung hướng cát, có nghĩa là nằm ở hướng giữ nhưng nhìn về phương lành, để bếp nấu có thể hỗ trợ áp chế những luồng khí gây bất lợi cho gia chủ. Khí dương mà lửa bếp sinh ra có thể điều hòa các loại khí bất lợi khác, giúp cải thiện được phong thủy của căn nhà một cách rất hiệu quả. Bếp nấu không nên đặt ở những vị trí ngược với hướng nhà, tức là lưng bếp phải quay về hướng cửa, nhưng đồng thời phải tránh cho việc vừa mở cửa ra nhìn ngay thấy bếp. Cũng không nên đặt bếp cạnh cửa sổ để tránh các luồng khí của trong ngôi nhà chuyển động quá nhanh, ảnh hưởng đến tài vận của gia đình. Lưu ý không để những vật nhọn hướng trực tiếp vào bếp nấu vì sẽ ảnh hưởng đến hòa khí của các thành viên trong gia đình. Nếu như không thể thay đổi được thì gia chủ có thể sử dụng vách ngăn, bình phong hay rèm cửa để ngăn cách. Với cách bài trí này có thể ngăn cản các luồng khí xấu từ ngoài vào. Hướng đông, đông nam hoặc đông bắc là những hướng tốt nhất để đặt bếp nấu, mang lại sức khỏe và thịnh vượng cho gia đình. Không gian nhà bếp. Nhiều người quan niệm rằng không gian nhà bếp luôn mở sẽ cuốn đi tài lộc trong nhà. Nhưng về mặt khoa học, căn bếp kín mít sẽ lưu mùi đồ ăn và dầu mỡ, tạo sự u ám. Theo đó, âm khí càng nặng nề, không hề tốt cho sức khỏe của mọi người trong gia đình. Một không gian thoáng đãng giúp căn bếp hấp thụ nhiều ánh sáng, tạo sự ấm áp, cuốn đi những điều không tốt lành. Nếu căn bếp không có nhiều không gian mở, cần lắp máy hút khói dầu mỡ. Nếu có cửa sổ hoặc quạt thông gió thì càng tốt, sự ngăn nắp trong phòng bếp. Phòng bếp phải được duy trì sự ngăn nắp, sạch sẽ, thoáng mát và không bị hấp hơi nước. Cần lau dọn bếp thường xuyên để tránh động lại thức ăn và dầu mỡ, tạo sự ảm đạm cho nhà bếp. Về mặt khoa học, những thức ăn và dầu mỡ còn đọng lại sẽ tạo thành vi khuẩn, vi trùng nấm mốc, làm ảnh hưởng đến sức khỏe, nhất là đường hô hấp của các thành viên trong gia đình. Vòi nước trong phòng bếp. Cùng với lửa, nước là thứ cần thiết nhất trong nhà bếp, nhưng quan niệm thủy khắc hỏa sẽ làm cho nước lửa luôn xung khắc. Chính vì vậy, bạn nên lựa chọn vị trí đặt vòi nước là điều hết sức quan trọng, đặc biệt là đối với tài lộc nhà bạn. Bạn không nên đặt vòi nước quá gần với bếp đun sẽ gây xung khắc. Quan niệm dân gian cho rằng nếu để nước gần với bếp đun sẽ nhấn chìm ông bà táo. Cũng không nên đặt vòi nước đối diện với bếp đun khiến thủy hỏa đối nhau, gây xung khắc sẽ làm gia đình luôn bất hòa. Vị trí lò vi sóng. Lò vi sóng là thiết bị có kích thước khá lớn, hoạt động sẽ phát ra những tia sóng ảnh hưởng đến sức khỏe. Vì vậy, cần có vị trí thích hợp để đặt lò vi sóng sao cho vừa thuận tiện, vừa sử dụng lại ít gây ảnh hưởng xấu đến sức khỏe của con người. Lò vi sóng nên được đặt ở vị trí thông thoáng, cách xa những vật dụng, đồ dùng tỏa ra nhiệt lượng lớn. Lò vi sóng thường để ở tủ bếp dưới, bàn bếp hoặc là tủ bếp trên. Nếu đặt ở tủ bếp dưới, cần đặt cách mặt đất 20cm sẽ vừa tầm với người nội trợ, tránh ẩm ướt và các loại côn trùng dưới đất. Vị trí đặt bồn rửa.
bếp nấu và bồn rửa cần được đặt cách xa nhau hợp lý, tránh gây hại cho gia chủ. Bồn rửa thuộc thủy cần đặt hướng đông, đông nam. Nếu không gian phòng bếp nhà bạn đủ rộng thì nên thiết kế vị trí bếp nấu và bồn rửa ở vị trí vuông góc hình chữ L với nhau nhằm đem lại may mắn cho gia đình. Với các căn hộ diện tích nhỏ buộc phải đặt bếp nấu và bồn rửa thẳng hàng nhau thì cần có khoảng cách ít nhất là 60cm. Vị trí đặt tủ lạnh. Bởi tủ lạnh thuộc kim nên thường được đặt ở trong phòng bếp, do kim và hỏa tạo ra sự cân bằng ngũ hành cho cả ngôi nhà. Khi đặt tủ lạnh trong nhà, chú ý nên tìm vị trí vững chãi, có tường phía sau hay bao quanh, tức thế tựa sơn. Nếu để đằng sau trống trải thì không tốt, khiến cho vận trình gia chủ bất ổn. Vị trí đặt tủ lạnh tốt nhất là hướng đông nam và hướng bắc. Cũng có một mẹo phong thủy nhỏ, đó là bạn có thể đặt 5 đồng xu trong tủ lạnh, tượng trưng cho tài lộc luôn có trong nhà, thu hút tài lộc càng ngày càng nhiều về nhà mình. Vị trí cửa bếp. Cửa bếp không nên đối diện với phòng ngủ, cửa toilet của ngôi nhà nhằm tránh hai luồng khí trái ngược nhau sẽ dẫn đến nhiều bệnh tật cho gia chủ. Cửa bếp cũng không được đối diện với cửa sổ, ban công để tránh các luồng khí trong ngôi nhà chuyển động quá nhanh, ảnh hưởng đến tài vận của gia đình. Cửa chính là cửa ngõ ra vào của tài khí trong nhà, trong khi nhà bếp lại là tài khố. Vì vậy, bạn không nên để hai cửa này xuyên suốt nhau vì sẽ làm thất thoát tài khí, gây hao tài, tốn của. Tốt nhất, từ cửa chính, bạn nên thiết kế một lối đi lệch so với cửa nhà bếp để tiền vô như nước và giữ được tiền của. Hy vọng những nội dung trong chương trình ngày hôm nay đã giúp quý vị và các bạn có được những thông tin hữu ích. Rất cảm ơn quý anh chị và các bạn đã quan tâm và theo dõi chương trình. Mọi người đừng quên like, đăng ký và nhấn vào tín hiệu chuông để nhận những thông báo mới nhất của kênh và không bỏ lỡ bất kỳ video nào từ chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.